Nhiều năm làm trong ngành điện, thi công nhiều nơi, nhưng với anh Dương Hữu Tố, quá trình thi công cột điện của dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn Hà Tĩnh là kỷ niệm đáng nhớ. Bởi vì mỗi lần leo lên cột với là xuống đất rất là khó khăn nên là bọn em tranh thủ ăn vôi đây để công việc cho kịp tiến độ của công trình. Không riêng anh Tố mà các cán bộ công nhân, kỹ sư, người lao động trên công trường đều quyết tâm vượt nắng thắng mưa để hoàn thành các phần việc được giao. Nhiệt độ mà mát mẻ thì mình lại làm xuyên trưa. Có thể là như kẹo giấy này là có thể là mang cơm tần lên cột lên để ăn để hạn chế thời gian di chuyển. Nhiều khi là anh em công nhân thường trực tiếp ăn trưa tại công trường, những bữa ăn vội để tiết kiệm thời gian.